Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình xã hội cùng với sự góp mặt của cô Natalie Nakasone là partner của Julie, gọi là bạn đồng nghiệp với Julie tại FFS, First Financial Security. Ngoài cái 3-in-1 đó Natalie, là mình có được cái sự bảo vệ tính mạng cho mình và mình có được cái sự gọi là sử dụng cái hợp đồng của mình trước lúc khẩn cấp, những lúc bệnh hoạn. Và một cái nữa là trở thành một cái nguồn lương, có thể là một cái nguồn hưu trí trọn đời cho mình sau này. Tuy nhiên cũng có một số quý vị hỏi rằng thì là tôi có nghe nói, tôi nghe Julie nói về cái vấn đề mà premium finance gì đó, thì cái premium finance là thế nào? Và những công ty nào mà mình có thể mình tìm hiểu thêm về cái chương trình premium finance này? Dạ, thì bây giờ Natalie cũng xin trả lời chung về cái 3-in-1 trước. Cái 3-in-1 trước của mình đây là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà có gọi là để dành tiền trong đó. Thì rất là nhiều người để trong hợp đồng nhân thọ không bao lâu cái hỏi chừng nào tôi lấy tiền được. Dạ, có cái đó nữa. Thì Natalie muốn nói như thế này, có nhiều cách để mà mình thiết lập cái chương trình bảo hiểm nhân thọ mình theo nhu cầu của mỗi gia đình. Thí dụ như mình chỉ cần cái gọi là nhân thọ thôi, Là tiền tử đó, tiền tử thôi, hoặc là tiền bệnh thôi. Thì thường thường á, cái người gọi là được bảo hiểm á, thì sẽ trả đúng cái số tiền để mình có được cái quyền lợi là tử và bệnh hoạn. Bây giờ quý vị muốn có cái tiền mà dư ra sau này mình về hưu á, thì mình phải để dành thêm. Mình có để dành thêm thì cái tiền sau khi nó đi vô trong cái tiền tử hay là tiền bệnh hoạn của mình rồi đó, thì cái phần dư ra thì nó sẽ gọi là tax defer, tức là hoãn thuế. Cái tiền mình nở trong đó đó, tùy cái chương trình có thể tới 11-12 chấm, hoặc là không có cái gọi là cái giới hạn, nhưng mà nó sẽ có những cái luật lệ riêng của mỗi chương trình. Thì quý vị nào muốn mình để dành vào những chương trình này thì ít nhất tham khảo với Julie Nally. Thì cái chương trình này thứ nhất là có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ít nhất mình có để lại cái xin lỗi mà Lê phải nói là cái mạng mình giá trị một chút để lại cho tại vì sao tại mình bảo hiểm phone, bảo hiểm tất cả mọi thứ mà cái mạng sống của mình lại không có một cái sự bảo vệ nào hết. Đúng vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai, lỡ mình bệnh hoạn mình có thể dùng được. Bây giờ có những chương trình rất hay quý vị, rất nhiều người nói ô bảo hiểm giờ mắc lắm, mắc lắm, tôi không muốn mua đâu. Mình bảo vệ cái xe mình, nhưng mà cái xe mình á có khi cả 9-10 năm không có đụng gì hết, không có xài tới nữa. Nhưng mà luật bắt phải có bảo hiểm. Dạ. Thì Nali nghĩ chắc luật cũng nên có là bảo hiểm nhân thọ. Tại sao? Hiện tại bây giờ luật đã bắt phải có bảo hiểm y tế rồi. Dạ, đúng rồi. Tuy nhiên cái Julie nghĩ rằng thì là Nali sẽ không bao giờ có cái luật để bắt chúng ta phải có bảo hiểm nhân thọ, là tại vì cái đó là một cái giống như là một cái dạng mình gọi là non essential, tức là không cần thiết không trong đời sống. Tuy nhiên thưa quý vị, nó rất là cần thiết, là tại vì sao? Những cái thời ngày xưa khi chúng ta mới qua Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ biết là cái term policy thôi. Cái term là mình có một cái chương trình bảo vệ, nhưng mà nếu mà mình chỉ được bảo vệ trong vòng 20 năm, 30 năm. Nếu mà mình qua đời sau đó thì tất cả những cái số tiền mình đóng vào, mình để dành trong cái chương trình đó đều mất hết. Hoặc là nếu mà mình lỡ mình không đóng thì coi như họ cũng có quyền họ hủy bỏ cái hồ sơ của mình. Và đó là những cái chương trình mà cũ rồi. Còn những chương trình mới, hầu như các công ty bảo hiểm đều có những cái chương trình tương đương giống nhau. Như một lần nữa Julie xin nhắc lại là mỗi một công ty nó có những cái điều lệ, có những cái quyền lợi khác nhau. Và vì thế khi mà quý vị gặp những cái người đại diện của quý vị hỏi là bên này có những cái chương trình 3-in-1 hay không, hay là có những chương trình tương đương như những cái gì mà Julie với Natalie trình bày với quý vị. Đây là những cái gì chúng tôi chia sẻ với quý vị để khi mà quý vị đi ra gặp những người đại diện để mà tìm cho mình một sự bảo vệ, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi đó với họ để mà so sánh những cái chương trình nào tốt đẹp cho mình, tại sao mình không tìm những cái chương trình tốt đẹp cho mình. Không nhất thiết là quý vị phải đi theo với chúng tôi. Không nhất thiết là quý vị phải đi theo với Natalie hoặc Julie. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi cái chương trình này để
để quý vị có cái sự hiểu biết về những kiến thức phổ thông về những cái chương trình mà mình đang có hiện tại trong cái thị trường bây giờ tại Hoa Kỳ. Và những chương trình này rất là guarantee, rất là bảo đảm để mà bảo vệ cho mình. Thì tại sao mình không đi tìm hiểu trước khi mình quyết định cho mình một cái chương trình nào đó? Dạ, với lại Nali cũng nghĩ rằng á, tất cả mình làm cái gì mình cũng thích có nhiều cái lựa chọn á. Lựa chọn, chứ mình không có muốn dính chỉ có một cái hay hai. Đúng rồi. Thì mà bây giờ mình có rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Dạ, mình có rất nhiều lựa chọn. Thì khi quý vị đến với Nali với Julie thì Nali với Julie sẽ hết lòng để giúp đỡ quý vị, để quý vị hiểu thật rõ. Và quý vị có thể đi so sánh. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Đó là cái quyền của cái mình. Quyền của mình. Cái quyền, bởi vì tất cả những gì về tài chính và về những cái gì về tài chính và bảo vệ cho gia đình mình, cho mình, tại sao không? Và Nali với Julie rất là vui lòng giúp đỡ quý vị rõ ràng. Và Nali cũng muốn nói thêm, cái chương trình này đó, nó cũng phải vẫn có điều kiện. Tức là mình phải có tiền lương và mình phải có sức khỏe. Đúng, có sức khỏe tốt, nhưng mà đôi khi có những người cũng có những cái căn bệnh giống như là tiểu đường hoặc là cao máu hoặc là gì đó. Nhưng mà controllable có nghĩa là những cái chứng bệnh mà mình có thể được kiểm soát bởi thuốc hoặc là bởi những cái trị liệu gì đó, thì cũng có thể, mình cũng có thể làm được. Dạ đúng vậy, Nali cũng nói cho quý vị yên tâm là có nhiều người nói ồ tôi cao máu cao đường, chắc tôi mua mắc lắm mà không bán được. Bây giờ Nali kể là đây là thực nghiệm luôn. Ông xã Nali bị cao máu cao mỡ, nhưng ông xã của Nali uống thuốc. Dạ, uống thuốc điều độ, và khi uống thuốc á thì cái mức nó xuống lại bình thường. Khi mà nộp cái hồ sơ vô đó, quý vị không ngờ luôn, ảnh được là elite. Oh wow. Mình cầm cái hồ sơ mình ngạc nhiên vô cùng. Còn hơn tôi nữa. Dạ, trong khi qua một cái chương trình cũ hồi xưa đó, là tại vì ổng cao máu cao mỡ, rồi lúc đó không biết tại sao trong máu lại có tobacco, thành ra ảnh hạng bét. Mà Hi không có bao giờ hút thuốc đâu. Nhiều khi hút chơi với bạn bè, hút xì gà. Và nhiều khi xua nhầm cái lúc đó hút rồi, không có everyday. Yes. Dạ, yes. Đến khi thử máu á, thì nó có nicotine trong đó, có thuốc trong đó. Thật ra khi lúc đó ảnh lại cao máu, cao mỡ mà hơi một chút nặng cân. Cho nên á, cái rating của ảnh là hạng bét. Nhưng mà may phước á, Nali mới làm cái chương trình này là bởi vì cái chương ngày xưa nó không có cái bệnh hoạn. Nali thấy chương trình này quá tốt đi, Nali mới làm cho ảnh lại. Thì rất là may, để cho quý vị yên tâm, cao máu cao mỡ và uống thuốc kềm chế được, bây giờ ảnh vẫn được elite. Còn cao hơn Nali nữa. Nhắc nhở với quý vị nhé, là những quý vị nào đang có những cái tiền bệnh uống thuốc nè mà theo toa đó, là tất cả đều vào nó gọi là electronic hết. Có nghĩa là sao? Một khi mà quý vị đã đến tiệm thuốc lấy cái thuốc ra, là cái tên thuốc đó nó sẽ nằm dính với cái số an sinh xã hội của quý vị, nó sẽ nằm dính với cái tên của quý vị. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Cẩn thận ở đây nghĩa là làm sao? Chúng tôi, cá nhân Julie, có những cái trường hợp bệnh người thân chủ nó là ô tôi khỏe mạnh lắm, tôi không uống thuốc gì hết, nhưng khi hãng bảo hiểm họ check qua thì họ thấy là ở trong cái nó gọi là prescription database, có nghĩa là những cái dữ kiện mà họ giữ về toa thuốc đó, thì cái người đó lại có những cái loại thuốc mà họ lại không ghi rõ trong cái trong application Nali. Và khi Julie hỏi lại thì họ nói ô những cái thuốc đó tôi xin để tôi gửi về cho Việt Nam, tôi xin dùng cho người bạn tôi. Rất là nguy hiểm thưa quý vị. Rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Những cái thuốc đó nó nằm dính với lại cái tên của quý vị và số an sinh của quý vị. Nếu như cái người đại diện không khéo lại đi khai lại với lại cái hãng bảo hiểm, ồ tại vì người này lấy những cái thuốc này cho bạn hoặc là cho người Việt Nam, lúc đó có thể cái hãng bảo hiểm họ sẽ đi, họ prosecute, họ sẽ đi tìm hiểu thêm và có thể liên quan đến cái người bác sĩ của quý vị nữa. Tại vì khi bác sĩ ghi toa cho quý vị mà không khám bệnh mà lại ghi toa thuốc
theo như lời yêu cầu của quý vị, đó là sai hoàn toàn. Tuy nhiên với cái electronic bây giờ đấy thì chắc chắn cái chuyện đó nó không còn xảy ra nữa Nali, là tại vì khi mà các bác sĩ khai bệnh nhân khai bệnh họ đánh vào là nó nằm trong đó rồi, cho nên các bác sĩ sẽ không dám làm những điều đó nữa. Yeah. Nhưng Julie vẫn nhắc nhở quý vị, đó là những cái điều mà đã từng xảy ra trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ trở lại để đi vào cái chương trình Premium Finance. Xin quý vị đừng rời máy.